Internet Marketing nghe thì nhiều, nhưng mà hôm nay thì nói về cái sự tuyệt vời của Internet Marketing và cái cách mà nó làm thế nào thay đổi cái việc kinh doanh chúng ta, thay đổi cuộc sống của chúng ta. Thế thì Internet Marketing là gì? Đó là cái quá trình mà chúng ta lên Internet, chúng ta sử dụng Internet, chúng ta quảng bá cái sản phẩm dịch vụ chúng ta thu hút khách hàng tiềm năng đến chúng ta. Chúng ta dùng nó để bán sản phẩm, bán dịch vụ chúng ta trên cái nền tảng Internet. Chúng ta có thể sử dụng những cái nền tảng như là mạng xã hội, email, SEO và nhiều những cái công cụ khác để chúng ta có thể kinh doanh trên Internet. Thế thì tại sao marketing nó lại quan trọng của chúng ta? Bởi vì nó chính là một công cụ ít tiền nhất mà có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều khách hàng, với hàng triệu khách hàng, mà nó không chỉ ở cạnh cửa hàng của bạn, nó là khắp mọi nơi trên thế giới. Thế cho nên là ngày hôm nay mà nếu mà chúng ta không sử dụng Internet marketing để mà tiếp cận với khách hàng đấy, chúng ta làm lãng phí đi rất là nhiều cái nguồn lực. Tất nhiên là bạn bán cửa hàng, bán hàng tại cửa hàng bạn thì vẫn hiệu quả thôi, không có vấn đề gì cả. Có bao nhiêu năm nay là vẫn hiệu quả. Nhưng mà ngày nay ai cũng có điện thoại, ai cũng có máy tính, ai cũng có iPad. Họ đang sử dụng những cái thiết bị đó để nhìn thấy nhau, để mà liên lạc trên mạng. Thì bạn cũng thế thôi, bạn phải có mặt ở trên mạng, phải không nào? Thế thì Internet Marketing là cái cách mà chúng ta sử dụng Internet để quảng bá sản phẩm, để mà tiếp cận với khách hàng nhiều hơn. Những cái hành động nào cần phải làm? Thì đầu tiên ấy, thì chúng ta phải nhớ là cái nguyên tắc là đa kênh. Tức là khách hàng có mặt ở trên cái nền tảng nào thì ta phải có mặt trên cái nền tảng đó. Bạn đừng có bao giờ nói rằng ồ tôi không biết về Internet đâu. Bạn không biết về Internet là bạn lạc hậu ấy. Bạn tự đào thải mình khỏi thế giới này đấy. Các bạn trên mạng họ gọi là lock out, hay là còn gọi là đăng xuất khỏi thế giới. Đấy, cho nên là bạn phải sử dụng thôi, bạn không thì chống lại được, bởi vì khách hàng ở đâu thì bạn phải ở đấy. Nên cho nên là khách hàng phải dùng rất cả nhiều nền tảng. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn khởi động này, giai đoạn bắt đầu tiên này, nhưng mà nếu mà ngay ở giai đoạn đầu tiên mà bạn xuất hiện ngay lập tức ở trên tất cả các nền tảng thì điều ấy sẽ rất tốn kém nguồn lực và có thể đem lại sự không hiệu quả các bạn. Thế cho nên là tôi đề xuất là thế này, giai đoạn đầu tiên khi bạn bắt đầu với Internet, bạn chọn đến một cái kênh thôi mà nó phù hợp nhất với bạn. Nó có thể là Facebook, nó có thể là YouTube, nó có thể là TikTok, nó có thể là SEO trên blog, cái gì cũng được hết, để chọn lên một kênh thật hiệu quả. Sau này chúng ta sẽ chuyển nội dung từ kênh này sang kênh kia. Cái bước thứ hai đó là chúng ta cần phải tạo ra cái nội dung. Cái bước đầu tiên là marketing đó là chúng ta xây dựng mối quan hệ với khách hàng, thế thôi, đúng không? Cái bước thứ hai là chúng ta cần phải chuẩn bị nội dung, chúng ta gọi là content. Chúng ta cần phải có nội dung hấp dẫn và phù hợp với từng cái nền tảng. Nếu mà bạn làm nền tảng là YouTube thì có thể là bạn sẽ sử dụng video. Nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng cái nền tảng khác thì bạn có thể phải sử dụng các cái kiến thức khác nhau. Cho nên là mỗi một cái nền tảng chúng ta phải sử dụng, nó có thể là ảnh, có thể là video, nó có thể là bài viết, nó có thể là live stream giống như thế này. Thế thì chúng ta phải cần phải chọn cái lựa chọn cái đối tượng nội dung cho nó phù hợp với cái nền tảng của chúng ta. Thế thì nội dung hấp dẫn thì mỗi một cái nền tảng nó lại cho phép một cái loại nội dung nhất định nào đó được mạnh hơn các cái loại nội dung khác. Như tối hôm qua các bạn đã học với tôi trong cái chương trình của bạn có 200.000 này, đúng không? Thì cái cách mà chúng ta tạo ra nội dung hấp dẫn nó đơn giản lắm. Ngày hôm nay với Internet rồi, chúng ta có trí tuệ nhân tạo, chúng ta hiểu khách hàng rồi, chúng ta tạo ra cái nội dung nó không còn khó nữa. Ngày xưa chụp đi bức ảnh thì vất vả lắm, bây giờ thì với AI bạn chụp bức ảnh quá đơn giản, chỉ bằng câu lệnh, được không? Đúng là chụp ảnh bằng mồm, vẽ tranh bằng mồm, đúng thật luôn, tạo nội dung bằng mồm luôn, tất cả mọi thứ rất là đơn giản. Điều thứ ba là chúng ta phải thường xuyên tương tác với cộng đồng. Chúng ta phải thường xuyên tương tác với cái cộng đồng của chúng ta để chúng ta duy trì cái mối quan hệ với họ. Vậy thì marketing thực sự là gì? Marketing ở đây là xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng. Còn ở đây thì chúng ta phải tương tác và xây dựng cái cộng đồng của chúng ta. Tương tác với người theo dõi, tương tác với người đăng ký. Đừng chỉ đăng nội dung rồi bỏ đấy. Phải trả lời các bình luận, phải tạo ra các cuộc thảo luận, phải xây dựng một cộng đồng xung quanh cái thương hiệu của chúng ta. Cách đây mấy ngày tôi vừa mới trở về từ châu Âu, thì trong cái chương trình sang tham quan rồi và học hỏi từ nước ngoài. Thực sự các bạn là tôi há hốc mồm luôn và kinh ngạc luôn khi mà nhìn thấy họ nói về cách mà làm Internet Marketing ở gần đây. Tôi cảm thấy là như là đúng là ngồi học là cầm mình rơi mất, há mồm thôi mà rơi mất hàm luôn, quên mất cả nút nước bọt sặc quả, có quả sặc nước bọt. Tức là mình ngồi mình nghe người ta nói hay quá, thế xong mình quên mất cả thở, quên mất cả nuốt nước bọt, thế nó sặc. Đấy, bây giờ vẫn còn đang cái cảm giác đau đớn này. Thật là những cái kinh ngạc luôn, tôi gọi là kinh ngạc về những gì mà tôi đã nhìn thấy từ cái việc là người ta ứng dụng AI trong việc quản lý doanh nghiệp, trong việc làm marketing, trong việc sản xuất nội dung, trong việc làm video, tất cả mọi thứ thật sự là kinh ngạc luôn. AI đã có thể làm thay đổi cách mà họ làm kinh doanh, AI làm thay đổi cách mà chúng ta làm marketing, AI làm thay đổi cách chúng ta đang sống luôn. Mọi thứ AI đang can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Cho nên là tôi mới nói là cái việc mà chúng ta sử dụng Internet ấy, nó không còn là cái lựa chọn nữa nhé, các bạn nhớ nhé. Cái việc sử dụng Internet bây giờ ngày hôm nay nó không còn là cái lựa chọn nữa, là có hay không sử dụng Internet nữa. Mà nếu mà chúng ta không sử dụng Internet là coi như chúng ta tự đào thải thôi.
Cho nên chúng ta phải sẵn sàng đưa cái công nghệ vào trong công việc kinh doanh của chúng ta ngay lúc này, ngay bây giờ, không còn lúc nào tốt hơn nữa. Và nếu mà bạn không làm bây giờ thì bạn sẽ nói: trời ơi, chuyện này chuyện của thiên hạ, chắc không phải chuyện tôi đâu. Đúng, tôi cũng đồng ý các bạn, chuyện này chuyện của thiên hạ mà. Rồi các bạn lại nói rằng: ôi, tôi dốt công nghệ lắm, tôi không làm được đâu. Ôi giời. Đấy, các bạn nói rằng: ôi giời, chắc thì ông này ông lại lừa mình đây. Đấy, thì tất cả mọi suy nghĩ của bạn là đúng, tôi khẳng định các bạn. Nhưng mà những cái sự thật đấy của bạn thì nó có giúp bạn tiến về phía trước không? Đúng là bạn dốt công nghệ đấy. Thì bạn dốt công nghệ thì bạn cứ ngồi yên đấy, bạn chờ cho mình giỏi công nghệ đây nè. Thế AI bây giờ nó đang trở nên phổ biến như vậy thì bạn cứ kệ cho nó phổ biến và mình đứng ngoài vòng chơi à? Không được, mình phải bước vào. Đừng để những cái sự thật nó xâm chiếm bạn. Hãy thay đổi mọi thứ đi, mà bắt đầu từ thay đổi từ bên trong mình, phải thay đổi từ niềm tin bên trong mình. Bạn phải hiểu rằng thế này: Internet là đòn bẩy. Internet giúp cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, Internet giúp cho công việc kinh doanh của bạn tốt hơn, và Internet giúp cho bạn có thể trả lương cho người khác cao hơn. Nếu như bạn bây giờ không sử dụng Internet, không sử dụng AI thì làm sao mà có thể trả lương cao hơn được? Nếu không trả lương cao hơn được, làm sao bạn có được đội quân tinh nhuệ cho đội của mình? Internet sinh ra là để giúp chúng ta, nó cũng có thể là kẻ thù của chúng ta. Nó, chúng ta có thấy rằng các cái nền, các cái cuộc cách mạng, đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ ba này, thì là người ta làm đảo, người ta còn đảo lộn ra, người ta còn chống lại công nhân nhà máy dệt, còn chống lại các máy dệt, đúng không nào? Nó sợ mất việc. Thì AI bây giờ cũng là làn sóng thứ tư, đang là như vậy. Nó có thể bước vào cuộc sống chúng ta, làm cho rất là nhiều người mất việc. Những người không sử dụng công nghệ Internet bây giờ ấy, thì trong kinh doanh rất khó để có thể tiến lên. Đấy. Internet marketing là một cái công cụ giúp cho chúng ta và phát triển hơn. Nên ngày hôm nay bạn phải sử dụng Internet để mà làm. Vậy thì tôi muốn nói với các bạn rằng là Internet marketing là một cái lựa chọn của chúng ta và không còn lựa chọn nào khác. Việc bạn sử dụng nó cộng với thứ khác, chứ không thể có nói là lựa chọn nó và lựa chọn cái khác được. Bạn phải sử dụng Internet marketing kết hợp với AI để chúng ta có thể thu hút khách hàng tự động. Bây giờ tôi muốn giới thiệu các bạn cái khóa học Internet marketing Make More Money vào ngày mai. Cái khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những cái kiến thức cấp độ đầu tiên, đó là cấp độ cơ bản, để bạn có thể dễ dàng bước vào kinh doanh trên Internet ngay cả khi bạn chưa biết là mình phải bắt đầu từ đâu, chưa biết cái gì cả. Rất nhiều người hỏi tôi là: bây giờ đúng rồi, ông nói hay lắm, nhưng mà bây giờ tôi phải bắt đầu từ đâu? Thì xin thưa các bạn là trong cái khóa học ngày mai, phần cơ bản tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để bạn có thể bắt đầu kinh doanh trên Internet, bắt đầu làm trên kinh doanh Internet như thế nào. Tất nhiên trong khóa học cũng có những học viên cao cấp là từ đến từ IPS, đến từ Ecocamp, là những khóa học cao cấp của tôi, thì tôi cũng sẽ cho bạn những cái kiến thức cao cấp để bạn có thể học về Internet marketing. Việc của chúng ta là dùng nó để kiếm được nhiều tiền hơn, dựa trên hệ thống kinh doanh đã có của chúng ta. Đấy, có thể bạn chưa từng kinh doanh thì nhờ có Internet marketing mà bạn có thể bước vào thế giới kinh doanh. Thế trong cái khóa học này thì chúng tôi sẽ dạy bạn về cách nghiên cứu thị trường, cách mà xác định khách hàng mục tiêu. Tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn cách thức khác nhau để mà bạn có thể sử dụng những cái công cụ phân tích, công cụ tạo chiến lược nội dung, tạo ra cái sự chuyển đổi và nhiều hơn nữa. Tôi giúp cho các bạn là thứ nhất là học được cách mà nghiên cứu thị trường này. Đấy, xác định những khách hàng mục tiêu, sử dụng công nghệ phân tích. Bây giờ cứ đưa thông tin lên xong chẳng biết là nó đúng hay sai thì làm sao mà đi được. Rất nhiều người đăng lên thông tin xong không có người xem, xong nản, xong bỏ cuộc, thì tôi cũng biết cái điều này. Nên là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà vượt qua được những cái khó khăn này. Tôi cũng nói với các bạn là tôi vừa mới trở về từ châu Âu, cho nên là trong chương trình này thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái lợi ích để bạn có thể bắt kịp với những xu hướng mới, như là ứng dụng AI trong cái việc thiết kế đồ họa, ứng dụng AI trong việc viết content quảng cáo, ứng dụng AI trong việc nghiên cứu thị trường, ứng dụng AI trong việc là tìm hiểu các nhu cầu của thị trường. Đó là những công cụ mới nhất để ứng dụng vào trong Internet marketing, giúp cho bạn có thể dễ dàng thúc đẩy doanh số và tăng trưởng kinh doanh các bạn. Những cái điều rất cơ bản để bạn có thể học được từ khóa học này của tôi. Bạn có thể không cần nhiều tiền vẫn có thể bắt đầu học với tôi được. Đây là những điều cơ bản này. Thường bắt nhất là bạn có thể hiểu về những cái nền tảng chính là Facebook, là Instagram, là Twitter, là LinkedIn, là TikTok. Những cái điều cơ bản nhất về những cái nền tảng này. Cái thứ hai là bạn có thể nghiên cứu về thị trường, xác định khách hàng mục tiêu trên các nền tảng. Cái thứ ba là sử dụng những công cụ phân tích như tôi vừa mới nói các bạn, để biết được về hành vi và sở thích của người tiêu dùng. Các bạn cũng thấy biết rằng là các cái kênh nền tảng của tôi đều đạt ra hàng triệu lượt xem. Các bạn thấy không? Và học viên của tôi cũng đang tạo ra được những kênh nút vàng hàng triệu lượt đăng ký, nút bạc hàng trăm ngàn đăng ký. Các bạn thấy rằng là hoàn toàn miễn phí trên mạng Internet. Đó là cơ hội tuyệt vời. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn thật sự là ngạc nhiên. Tôi đảm bảo bạn sẽ rơi mồm, bạn sẽ rơi cái hàm này của mình ra, há mồm và quên ngậm nước bọt lại. Chắc chắn có rất nhiều người sẽ hay đến mức là tôi sẽ phải cấp cho các bạn rất nhiều tờ giấy ăn để lau dãi ở trong cái chương trình này của tôi. Hay quá, quên mất nước bọt.
Thật sự các bạn, những cái chiến lược mà tôi chia sẻ với các bạn ở trong cái chương trình này, nó thực sự kinh ngạc, nó tạo ra hàng triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội mà không cần quảng cáo. Điều quan trọng nữa ấy, là ở trong cái ngày hôm qua thì tôi mới chia sẻ với anh chị là cái cách để mà có tương tác thôi. Nhưng mà thực sự tương tác không phải là cái điều quan trọng. Tôi vẫn dặn các anh chị là tương tác không quan trọng đâu. Cái quan trọng nhất ở đây là các chiến lược chuyển đổi. Cái chiến lược chuyển đổi đây là chiến lược bán hàng, chuyển đổi trên mạng xã hội. Cái kỹ thuật bán hàng và tạo ra các chuyển đổi tự động bằng video được phát sóng lại liên tục trên mạng. Cái kỹ thuật bán hàng qua live stream và chúng ta sử dụng các cái công cụ như là TikTok Shop, như là Facebook, như là YouTube. Đặc biệt là YouTube Link là thứ rất là mới để chúng ta có thể bán được hàng. Chúng ta có thể bán hàng của mình, bán hàng của người khác. Chúng ta gọi là Affiliate. Để tất cả những cái điều này. Và cái công quan trọng nữa là chúng ta phải phân tích và đo lường được. Thực sự là rất là nhiều người làm trên mạng, họ không biết làm cái điều này cho nên họ nản lòng và họ bỏ cuộc. Đó chính là cái việc là phân tích các cái công cụ chúng ta. Phân tích và đo lường cái hiệu quả, sử dụng các công cụ phân tích để mà theo dõi được cái hiệu suất bán hàng và tương tác. Tức là có những cái nội dung đưa lên nó có tương tác, có những nội dung đưa lên nó không có tương tác. Xong lại cứ bảo là do may rủi, không. Nó có thuật toán của nó. Chúng ta nắm rõ những thuật toán đó thì chúng ta sẽ làm được nó. Tiếp theo ấy, là trong chương trình tôi sẽ nói rất nhiều về AI như một phần tặng thêm cho các bạn. Thứ nhất là tôi sẽ cập nhật các bạn cái xu hướng mới mà tôi vừa mới học được từ nước ngoài về. Tôi sẽ chia sẻ các bạn những cái cách mà họ làm hiệu quả một cách ngạc nhiên, khó tưởng tượng. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó hiệu quả một cách không thể tưởng tượng được. Đấy, tôi sẽ cập nhật các bạn những xu hướng mới, cách tiếp cận và áp dụng những công nghệ mới vào làm trong ngành kinh doanh, trong việc thu hút khách hàng, trong việc chuyển đổi. Phải nhớ rằng là AI là trợ lý, AI rất ít tiền và AI là hiệu quả cao. AI không phải là kẻ thù, các bạn luôn nhớ tôi thế. Trí tuệ nhân tạo là hiệu quả cao, trí tuệ nhân tạo không phải là kẻ thù chúng ta. Ở trong cái xã hội này bây giờ, đúng với các bạn là cái mối quan hệ chúng ta là được thiết lập qua mạng xã hội. Mà lên mạng xã hội mà gây sự là chúng ta chỉ mất đi con người thôi, không được bao giờ được cái gì hết. Nên là lên mạng xã hội là để xây dựng mối quan hệ với mọi người, làm những điều tốt cho mọi người khác để chúng ta thấy tuyệt vời. Ở trong cái chương trình này thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn là những cái nội dung mà chúng tôi đã làm được, đã thực tế làm được, cho các bạn xem con số thực tế từ các cái giao diện thực tế của các tài khoản thực tế. Những cái case study thực tế của tôi, những cái case study thực tế của học viên, những cái case study mà nó đơn giản không cần phải mất tiền cũng tạo ra hàng triệu lượt truy cập được, hàng trăm ngàn lượt truy cập, hàng chục triệu lượt truy cập, rất con số rất là lớn khổng lồ. Và những học viên của IPS, học viên của EagleCam đã làm được và bạn sẽ được làm theo họ để chúng ta cũng có thể thấy rằng là nó không phải là quá khó. Thì tôi nói với các bạn rằng là đừng sợ, đừng sợ hãi, hãy mạnh mẽ lên. Đã đến lúc bạn phải vượt qua sợ hãi rồi. Tôi biết là đối với chúng ta cái gì mới thì chúng ta đều sợ hãi. Đã đến lúc bạn phải có mặt trên Internet. 2 ngày huấn luyện của tôi sẽ giúp bạn vượt qua tất cả những nỗi sợ hãi để có mặt trên Internet để làm kinh doanh. Hãy ngừng lo lắng và sống với đam mê của mình. Bắt đầu ở trên Internet đi.